Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trường rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, kèm thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, nên từ ngày 24 tháng 2 đến nay, ở miền Bắc nhiệt độ giảm rất thấp, rét đậm trên diện rộng đã xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình. Dự báo, trời rét đậm này còn duy trì đến hết ngày 27 tháng 2, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 12 đến 14 độ, khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2, nhiệt độ ban ngày miền Bắc có thể tăng dần lên trên ngưỡng dưới 20 độ C, thời tiết vẫn lạnh. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 29 tháng 2 đến sáng ngày 1 tháng 3, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mới. Do vậy, nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, thống kê từ năm 1991 đến nay, trong vòng 33 năm, số đợt rét đậm theo tiêu chí nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống xảy ra 3 ngày liên tiếp trở lên tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong nửa cuối tháng 2, có 13 năm xảy ra, chiếm tần suất 40%. Trong đó, có 2 năm xảy ra rét đậm dài tới 6 tháng, từ tháng 2 năm 1995 và tháng 2 năm 2000. Thời kỳ năm 2017 đến 2021 không có đợt rét đậm nào trong nửa cuối tháng 2. Đến năm 2022, xảy ra rét đậm kéo dài 4 ngày trong thời kỳ nửa cuối tháng 2, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2. Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét kéo dài và có mưa, có nơi rét đậm rét hại. Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, có mưa lạnh, riêng Nam Bộ duy trì nắng nhiều. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét từ 27 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 26 đến 27 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau đó, từ đêm 26 đến 27 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, khu vực Đông Bắc của Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng dự báo, đêm 29 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Ở Bắc Bộ, từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 3 có mưa, mưa nhỏ rải rác, khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa thời gian này cũng có mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Sau đó, từ mùng 3 tháng 3, nền nhiệt có xu hướng tăng dần và trời hửng nắng. Ngoài ra, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng và các tỉnh Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông và mở rộng ở các tỉnh miền Tây. Ngày 27 tháng 2, nắng nóng tạm thời dịu dần. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Miền Tây có nơi từ 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 đến 55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 đến 16 giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục chuyển rét.
từ ngày 27 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Cụ thể, đêm 26 và ngày 27 tháng 2, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 8 độ C, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ từ 11 đến 14 độ C, Bắc Trung Bộ từ 14 đến 17 độ C. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm 26 đến 27 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 26 đến 27 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Dự báo sau đó, khoảng từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 3, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường có độ mạnh tràn xuống nước ta, khiến miền Bắc rét đậm trở lại. Trời tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian này cũng chuyển rét, trời có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội ngày 26 tháng 2 nhiều mây không mưa trời rét, nhiệt độ dao động từ khoảng 16 đến 20 độ C. Ngày 27 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 19 độ C. Những ngày sau đó, Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 3, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu do không khí lạnh mạnh tràn xuống. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ. Thời tiết chuyển lạnh sâu, mấy ngày vừa qua, khoa cấp cứu bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều người bệnh chủ quan. Ngược lại, bệnh lý tim mạch lại tấn công người già. Khoa cấp cứu bệnh viện E tiếp nhận bệnh nhân nam 34 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng yếu nửa người trái, nói khó. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu người bệnh tiến hành làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết xác định người bệnh bị đột quỵ não. Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có biểu hiện yếu nửa người, nói khó khi đang chơi thể thao, bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc. Mọi người đều nghĩ người bệnh bị trúng gió, nhưng người bệnh thấy yếu nửa người, nói khó nên đã đến cấp cứu tại đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu, khoa cấp cứu bệnh viện E. Người bệnh được chẩn đoán là tắc mạch máu não cấp, đến trong thời gian vàng sau 25 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng ban đầu. Theo các bác sĩ, thời tiết biến đổi thất thường như những ngày vừa qua khiến nhiều người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh, người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích. Đồng thời, trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Với những người có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, nếu thấy những đột ngột khó nói, liệt nửa người, nhìn mờ một bên mắt, liệt nửa mặt, gia đình chủ động gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện sớm. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vào mùa lạnh, một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời, người lao động nông nghiệp, công nhân, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Theo đó, người dân, nhất là người già và trẻ em cần hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm, tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia. Người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu, gây tăng huyết áp, có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong. Không nên tắm sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.